Xin chào bà con, xin chào quý vị khán giả, xin chào cả nhà. Hôm nay đoàn đang đến với Khe Sân, Hướng Hóa, Quảng Trị để trao quà tặng cho bà con miền núi của tỉnh Quảng Trị. Hôm nay là đoàn mới vừa chạy từ thành phố Đông Hà lên đây, thì đây là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn. Xin giới thiệu với quý vị là chúng tôi đang đi từ thiền lên Hướng Hóa, Khe Sân, Quảng Trị, và đoàn thiện nguyện của Quảng Nam đã ra đây. Vâng, xin giới thiệu. Xin giới thiệu với các bạn là đây là đồng bào ta đã bị cô lập 10 ngày nay ở trong núi. Thì vâng, đây cũng là một trong những khu vực mà trực thăng đã đến cứu hộ trong mấy ngày hôm nay. Chỉ có trực thăng mới vào và thả đồ ăn xuống cho đồng bào ta được. Như vậy là đây là một cái lộ trình thiện nguyện rất là xuất sắc của đoàn thiện nguyện bà con đồng bào dân tộc Ba Cô, Vân Kiều, Ba Cô. Một trong những địa phương bị cô lập ha quý vị ha. Rồi hy vọng là chúng tôi sẽ mang đến cho bà con ở đây một trong những cái món quà thân thiện nhất, một trong những cái món quà có ý nghĩa nhất của đội thiện nguyện chúng tôi. Thì quý vị cùng lan tỏa cái tinh thần này với chúng tôi nha. Hãy xem video này thì like, share và cùng lan tỏa với chúng tôi, vì đây là một trong những cái địa phương rất là xa với đô thị, rất là xa với đô thị. Rồi chưa kể là bà con cũng bị cách ly ha, và không bị cách ly rất là lâu luôn. Thì xin kiên nhẫn ở đây đoàn. Trong lúc đoàn mang hàng lên thì bà con cũng đứng chờ rất là trật tự, rất là nói chung là rất là bài bản. Họ là những người rất là có một cái tinh thần rất là chiến đấu, rất là dũng cảm, cũng như ngày mưa cũng như ngày nắng thì họ đã rất là kiên trì, họ rất là kiên trì. Thì như vậy là chúng ta cũng biết đó là bà con không có ngày gian ngày khổ, và bà con hầu như là chung sống với bão lũ. Rồi bây giờ là bà con cũng rất là trật tự, rất là bình an, rất là an tâm, và chờ đoàn kiểm soát lại hàng hóa một lần nữa, sau đó là sẽ phân phát quà cho bà con. Hello. Đây là cháu hay là con? Cháu. Mình là dân tộc gì? Dân tộc Vân Kiều. Dân tộc Vân Kiều, bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều. Dạ. Nhà có xa không? Nhà có xa không? Như vậy là chúng tôi đang điều tiết xe để mà gọi là giải tỏa cái khu vực này để cho nó trống này, để cho trống, để sau đó đoàn sẽ phân phát quà cho bà con. Ở khu vực này bây giờ rất là đông vui và nhộn nhịp luôn bà con ơi, rất là đông vui và nhộn nhịp. Đó, rất là đông vui và nhộn nhịp luôn. Thì cũng xin thưa với quý vị là đây là một trong những trải nghiệm mà có thể nói là có giá trị và rất là ý nghĩa. Bà con đến với bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều, bà con dân tộc Vân Kiều ở đây họ đang chờ nè quý vị. Thực tiễn là ban quản lý tốt cái thưa đoàn thiện nguyện Phật Đức, và chị Quyết là làm cầu nối cho đoàn thiện nguyện Phật Đức để đoàn về ghé thăm thôn Làng Cán để tặng quà cho bà con, hỗ trợ mùa lũ lụt để bà con sớm khôi phục. Thay mặt các hộ gia đình thì ban quản lý thôn xin cảm ơn đoàn hỗ trợ cho bà con. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn.
Mình bù theo sau xe. Để cho chương trình mà phát quà để cho nó thần tiện. Xin mời mọi người lui về sau một nhà lên cái nào cái nhà lên. Đó cái xa của thằng Hô đánh luôn ra đó. Không luôn được. Đâu không? Đây, mọi người đưa luôn đi sang nha. Luôn nữa sao rồi đó. Ngồi xuống nè, nhìn đây cười cái nè, đấy, dễ thương lá không đó, nhìn thấy chưa? Chút nữa, còn đẹp lắm. Talin đẹp lắm. Talin bây giờ nói chào buổi chiều là nói thế nào? Nói bằng tiếng đồng bào đi. Bánh tem bên tay bán luôn kìa, phải gì lấy. Ba đây. Câu dài á, nói câu dài á. Chào buổi chiều nói dài ghê hả? Hay là đọc lại cho mình của nó mộ đấy. Nói đi nói. Ơi em gái ba cô. Nhưng mình nói em gái ba cô vẫn được hả? Em gái ba cô có được không? Vân Kiều có thể là chị nói ba cô không được không? Ba cô thì là điều Liền. Tới từ Liên. Hồ Văn Đông.
Thank you.
Sao cái này bà con mình để ý là con hiểu không? Hiểu. Rồi, ok. Cho ta. Rồi chuẩn bị bà con mình lấy nghe đây, gọi tay nghe là lấy lên nha. Lấy 1 người 1. Ai chưa có bộ bạch thì giới thiệu cho anh cháu đi. Mọi người là anh này đang kêu một tiếng. Đọc từng một tiếng. Đây, kêu người ta tới nhận tiền thôi, nó nhận quà. Ok không? Kêu nhận tiền thôi, nó nhận quà. Vâng. Đây là người Hồ Văn Dục Nhi Cương. Ai Thôn. Ai Sra, Ai Thôn. Này, trả tiền cho tập trung rồi chứ. Ai Thôn. Đám món thùm thôi. Mới bỏ là 50 mấy. Đám món
trước nữa, nó 55 thùng nữa nữa. Chờ bán bao nhiêu thùng? Vâng, như vậy là chúng tôi đã có một buổi phát quà rất là ý nghĩa cho bà con Vân Kiều Paco ở Hướng Hóa Khe Sanh. Như vậy là đây là một trong những hoạt động thiện nguyện chính của nhóm Phan Đức. Thật sự mà nói thì Phan Đức rất là tài giỏi, xứng đáng là một thủ lĩnh của phong trào thiện nguyện ở Quảng Nam cũng như có thể so sánh ra toàn quốc. Xin quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng tôi cái tinh thần thiện nguyện này để bà con cũng như các mạnh thường quân cũng như các cái bà con ở Việt Kiều, những người dân Việt Kiều có thể đóng góp thêm cho đoàn của Phan Đức nữa. Quý vị thấy không, những cái lời nói luôn luôn đi đôi với hành động của Phan Đức đã làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và bà con càng thương mến hơn. Đó chính là cái mục đích của vấn đề thiện nguyện đó quý vị. Thiện nguyện ngày nay nó khác thời xưa rồi, thiện nguyện 4.0, an toàn văn minh và lịch sự và đàng hoàng và thành công mỹ mãn nhanh chóng nữa quý vị. Vâng, trước khi kết thúc video này, chúng tôi xin muốn giới thiệu với quý vị một cung đường gọi là đường chính Nam Lào để quý vị cùng xem ha. Sau đó chúng tôi sẽ kết thúc video. Như vậy là xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video cùng chúng tôi. Xin hãy chia sẻ video này cùng chúng tôi nhé quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Và quý vị nhớ một điều là thiện nguyện Phan Đức nha. Thank you, bye bye.